Cho lót vào trong đi. Đây là cho đồng chí Phi Phi thử cắn với cả Nero của bồ nhá. Phần hỗ trợ để tránh sát thương khi Nero cắn, lực hàm của Nero rất là mạnh. Cái này là cái bịt ống đồng và dành cho anh em đi phượt, lực cắn vào là không còn đau nữa. Xin giới thiệu anh em Lào Thủ đến từ Mê Linh. Anh em đến gặp nhau lại mang điếu cày đây này. Hả? Thằng nhàng quá nhỉ? Rồi, chú có xe anh tập gió đây nhá. Đừng đồng chạm đến anh là nó lệnh đấy. Ok. Vút! Vút! Sao anh đừng cầm điếu nhá. Được chưa? Ok thấy chưa? Lật! Lật! Thôi nhá. Hiểu rồi nhá. Đấy. Cái mặt cái là vào hồ là xong luôn đấy. Sang chơi là cần phải điếu cày, sang đây là chơi mày kiểu gì? Anh em ngồi được xong thì có kinh nghiệm nhá, đừng cầm biếng anh nhá. Ok. Gọi cả cái thằng Dũng Mỗ sang đây nhá. Như là Dũng Mỗ sang đây là để cho vào hầu luôn thử nhá. Để thay thử. Ôi, chào anh em đi, anh Lào Thủ. Lào Thủ vẫn cười được không ạ?